làm riêng một cái video này cho dễ xem. Các em tạo thêm một cái trang có tên là Jiggly Effect. Trong này chỉ cần kéo cái liên kết Jiggly thôi, làm đơn giản nhất như này, không cho nhiều thứ được cả. Ở HTML chúng ta chỉ cần làm đơn giản là cho một cái thẻ H2 như là jQuery, hiệu ứng thông Jiggly hả. Bên này cho một thẻ vào, nó thả thẻ tên là, đây là đoạn và văn bản này. Xong thẻ đi. Các em cho 2 đi. Đây chỉ cần làm đơn giản thôi. Xong rồi add clip này, bắt đầu viết sao là điều có đi này. Thế là gì các anh nhỉ? Giờ thuộc hết phần này chưa? Dona xong cái gì? Mời này. Chấm DP này. Bên trong là function. Nở một đơn, đóng một đơn luôn. Đơn giản nhất là chúng ta cho thẻ H2 hả? Thế này sẽ là Dona này. Máy kép H2 này. Để chọn này. Click này. Khi click vào thẻ H2 thì mình ẩn đi chẳng hạn, ẩn đi cho thẻ chính thẻ chạy xem nào, ẩn thẻ P nhé, ẩn thẻ P chẳng hạn xem nào, dona P chấm 2 đấy. Đây là phần ẩn cơ bản không. Tiếp theo chúng ta muốn hiệu ứng nó đẹp thì cần thêm cái tốc độ, là tốc độ là ẩn là trong khoảng 400 ms như thế này. Cái buổi đầu tiên đã có đúng không. Vấn đề thứ hai giả sử là sau khi thẻ P đã ẩn đi, mình muốn làm việc khác. Giả sử thẻ P ẩn đi thì cái phần thẻ bit hay cái gì có một thông báo hiện lên chẳng hạn. Dụ một cái thông báo là thẻ P vừa bị ẩn. Thì lúc đấy chúng ta sẽ gọi dùng một khái niệm gọi là callback. Callback ở đây có nghĩa là call là gọi, nó back là trở lại, gọi trở lại một cái gì đấy. Đơn giản nhất sẽ có một cái là function. Function lúc đầu thì mở một đơn, đóng một đơn và begin end, đấy quy tắc chung. Trong hình thông báo sẽ là gì các nhỉ? Hiển thị thông báo là gì? Thông báo là một tay con lấy điện dùng cái đi. Chúng làm gì để thông báo ra? Đúng rồi, alert đây. Chỗ là thẻ P vừa bị ảnh chẳng hạn đấy. Chống phải bình thường. Như thế này gọi là callback. Callback gọi trở lại là sau khi cái thẻ P đã ẩn đi thì có một thông báo hiện thị lên là ấy bị ảnh. Hoặc là các em thể mở rộng hơn. Không phải chỉ một thông báo này mà ẩn xong các em lại cho một cái phần khác thay đổi, ví dụ là mình muốn cho thẻ đi chẳng hạn. Dona này đi chấm sysn. Sysn này thay đổi như nào các em còn nhớ không? Có hai vế, giả sử viết một thuộc tính thì vế bên trái là gì, vế phải là gì nhỉ? Lũ bên trái sẽ là thuộc tính này, bên phải là gì các em? Bên phải là giá trị. Giả sử giờ mình muốn cho thay đổi màu chữ của cái trong thẻ div sẽ là color, giá trị nó thay đổi là phong màu đỏ chẳng hạn, red thì sẽ là color phải red đúng không? Các em chạy hết chưa? Mấy cái chỗ này cho thêm cái function này. Mình viết nhiều function. 3 cái function đồng nhau. Thế này đổi sang XHTML cũng mà nhầm phát rồi to này. Mà viết một cái nữa xem qua nhé. Viết nhiều, cái này phải luyện nhiều thôi. Không cách nào khác. Giờ giả sử kích vào một cái thẻ 2 này, click này. Bây giờ kích vào trong cái thẻ div, bây giờ div chúng ta dùng ID token này. Các em xem một cái ID đây. Ví dụ đây là div 1 này.
Các em cho một cái đặt ID cho một cái đi bất kỳ, đặt đi một hay cái gì đấy. Sau này các em viết một cái nó quen. Rồi tìm cách để tối ưu cái tiếp cận này và tổng ra. Cái div ký hiệu là gì các em nhỉ? ID. ID ký hiệu là dấu thăng hay dấu chấm? Đúng rồi, phải thêm dấu thăng trước div 1 này. Viết chuẩn rồi nhé, cái này phân tử hoa thường này. Nếu các em viết ở kia là chữ cái hoa, thì là hoa thường là thường đều nhau hết. Giả sử giờ cái div mình sẽ cho một cái connect vào. Được, connect vào cái div này. Tốt nhất là viết theo kiểu mở đóng đơn luôn, chắc cố ấy. Này dễ nhầm lắm. Khi mà connect vào đây sẽ có một cái function mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn này. Sau đó là mình viết code vào. Sao quá. Mình cho key thủ vào đây dễ nhìn hơn. Chơi cái này. Cái này cho này đỡ xuống dòng nhiều nên khó quá nhỉ. Đây trong phần nội dung của trong cái function này. Cả giờ mình click vào cái thẻ div 1. Bây giờ mình thao tác thẻ div 2. Các em đặt tên cho ID dưới là div 2. Div 2 sẽ là dona này. Vẫn thể là dấu thăng div 2. Div 2 giờ không dùng cái kia, dùng cái offer này. Tức là đảo trạng thái. Vẫn có hai tham số như các hàm sâu với 2. Ví dụ đầu tiên là 300 mili giây này. Dùng một tham số trước. Và sau khi cái này ẩn hiện thì thể là thay đổi cái div 1 này đi. Nếu muốn này chúng ta có thể dùng từ khóa gì thay thì div 1 các nhỉ? Từ thì chúng ta đang viết trong cái thân của div 1, cái hàm của div 1 thì thay từ khóa gì cho div 1? Viết div. Đúng rồi, dùng div. Chấm css. Sheet này viết nhiều thuộc tính thì làm nào các em? Tức là vừa viết màu nền này, màu chữ này, font chữ này, nhiều thứ một lúc này. Mà không phải viết CSS nhiều thì làm thế nào? Cấu trúc ấy. Dùng dấu gì? 2 chấm. Dấu 2 chấm. Nếu một thuộc tính sẽ là viết trụ là color nhá. Phải màu color màu blue nhá. Tức là màu xanh đúng không? Đây là một thuộc tính. Giả sử dựa thêm cái font chữ thì không thể phải lên được. Mà phải làm thế nào? 2 chấm color. Dụ color 2 chấm blue. Xong lại phải đúng không? Như này đủ chưa? Thiếu một cái. Thế các em nói là cái gì? Dù là background color này, xong dụng font size. Nếu viết này font size là bằng 15 là hạn dễ. Nếu viết này là sẽ vào nỗi, bởi vì tao phải thiếu một ký hiệu nữa. A cộng. Không phải A cộng, begin end. Chính là dấu begin hoặc nhọn này. Hoặc nhọn chứ phải là đeo cộng. Đấy, phải thấy cái này vào. Thì rất là nhiều thuộc tính nhờ, mỗi cái này sẽ từng cầm một. Mỗi cặp thì có phần vế trái vế phải, ngăn cách ở giữa phải dấu 2 chấm. Bên trái là thuộc tính, bên phải là giá trị thuộc tính. Các thuộc tính cách nhau phải dấu phải. Toàn bộ này gói vào trong cái begin end. Nhớ được em? Để thực hành nhiều nhớ được cái cấu trúc này. Không cái download được trước, đưa nó vào, chạy thì nó hết rồi. Vừa xong thì mình chưa viết cái kia. Đấy, chạy thử luôn nhá. Đang còn lỗi. Tập đỏ nhanh thế. Đi thứ nhất này. Cần đi tiếp 2 có còn 300. Chào chưa kia? Đi này trả tên đi một cái này. Ừ. Đây vừa sang viết nhầm cái chỗ dưới nữa là bị để sửa lại nhá. Đây này. Vừa sang viết cái chỗ ID viết nhầm ngay chỗ thẻ đóng thì nó bị lỗi không chạy được. Thế là nhờ xem lại ID là không thể mở. Nó đang phải đang đi sửa đi có đi. Và lúc đi có đi thì nên chú ý một chút là cái phần căn chỉnh. Để về nhà nghĩ xem có cách nào căn chỉnh dễ dàng hơn, như này hơi khó xem. Để viết theo căn thụt quá thì lúc này phải chuyển thanh quận này. Cái thanh quận bên dưới này để kéo nó khổ. Mình viết xuống dưới thì khó đọc. Có khi viết này dễ hơn. Các em chạy được chưa? Đấy, để một cái phần mà sai sai phần viết cho thẻ ID thôi. Ctrl S vào thì thẻ cái click vào div 1 thì div 2 nó đảo trạng thái ẩn hiện. Anh chạy lại nhé.
Mỗi sai cái viết ID này khó khăn. Đây đặt ở thái kích này này. Kích hiện lên này, kích ID này. Hoặc cái màu sắc ấy có thể cho đảo được. Ở trong cái chỗ này để phức tạp hơn, trong cái chỗ callback này viết thêm một cái hàm là function, viết một dòng em nhé, cái dòng dễ đọc cái như dòng nhìn hóa hết cả mắt. Và trong một phần này là cái callback của cái toggle này, chúng ta viết một cái function dụ thông báo là deep 2 vừa đặt trạng thái chẳng hạn, thông báo mức cái alert deep 2 vừa đặt trạng thái đóng một đơn rồi. Cái này viết phải tỉnh táo và phải tập trung, nếu không là biết ngay. Không chuyện như viết cô chỉ sao là rất là chơi được. Này viết sai nó nhìn không biết đang viết cái gì. Đây là sao viết một cái hàm callback đây, nội dung thế này đâu, sau phải sau cái tốc độ thôi. Viết đơn giản này, function này mở một đơn đóng một đơn, xong ngoặc nhọn đóng ngoặc nhọn này, bên trong viết alert xong mở đóng ngoặc đơn chấm phải. Rồi chạy lại nhá. Nó không khó, nó chẳng qua nó dễ nhầm thôi. Đây này, đi phải đặt trạng thái này. Kích phải này, hiện đâu này, đặt trạng thái này. Đấy. Nhá. Giờ chúng ta chuyển đến cái trạng thái đó là fade in fade out. Có nào biết fade in fade out là gì không? Bây giờ để biết rất đơn giản, em thử xem tác dụng hiệu thế nào nhá. Giờ quay viết một đoạn code khác. Dùng cái cấu trúc giống hệt như cái phần sâu với hai chúng ta dùng ấy, cũng có một cái để chuyển tham số là tốc độ này, còn cũng có thể dùng hai tham số là cả hai cái tham số truyền vào ấy, một cái tốc độ của một cái là callback, tức là cái hàm quả nhạn. Bây giờ thử chú thích hết cái này nhá. Hát hai còn đấy chẳng, hoặc là có thể thử chú thích hết đi. Cái phần này cô bác cho nhìn kỹ ổn chưa? Thế tôi xóa hết đi nhá. Từ cái chỗ function này. Đây, function căn này. Chuyển sang cái phần về state in này. In out. Bây giờ giả sử chúng ta kích vào trong cái thẻ H2. Hoặc để dễ kích chúng ta dùng cái gì để xuyên click này nhỉ? Control là cái gì? Cái thẻ gì để xuyên click nhỉ? Input bằng gì nhỉ? Input type bằng gì để click? Đúng không? Để trong cái ID mà bên trên nào test này và new này được gắn vào test view này đâu. Chúng ta viết một cái button vào trong đấy. Bây giờ xong viết trong code library nữa, chúng ta dùng button là ID sẽ là btn test này. Họ có thể viết theo kiểu nào, vẫn ra là cái btn đấy các anh nhỉ. Từ đây là anh dùng theo kiểu ID, đặt ID cho button. Giờ giả sử không dùng cái ID, dùng thẻ đi. Input thì viết nào các anh nhỉ? Input đúng không? Không chỉ cho button thì làm thế nào? Dùng cái gì nhỉ? Trước thời gian thì còn cái gì em nhỉ? Lần trước anh hướng dẫn rồi đấy. Đúng rồi. Type tạm button. Đấy. Chấm click. Lần trước có cái thật gì ra ra của đít ấy. À chị đấy. Cái dạng này nào. Button click là một cái function. Cái mới này. Ừ. Em chú thích cũng được, em viết xóa nó dễ nhìn. Và chú thích thì nó rồi, xem video nó rồi. Của em trong máy mà. Máy của em là máy của anh, của anh quay ra để cái nó rồi. Xóa là nó này. Cái dùng hiệu ứng khác tương tự phết làm thế nào. Ví dụ kích đây là cái chúng ta có cái bằng phết in và phết out. Cái phết in là dùng khi mà chúng ta đang có phần tử ẩn muốn hiện lên, còn phết out thế nào là phần tử đang hiển thị muốn cho nó nhạt, nó mất đi. Bây giờ các em thử cái phết out với thẻ H2 nhé.
ta sẽ có là dona này, sau đó cấu trúc đến thẻ chọn là nháy kép hát hai, sau đó phết các em gõ từ phết ra phết in phết out phết tu này. Hai cái đầu tiên dùng nhất là phết out, bên trong cái phết out này giống hệt như cái show hai chúng ta vừa dùng, đơn giản nhất là truyền vào một tham số, cái này chính là cái tốc độ để nó mất nhạt đi. Các thử từng cái một sẽ thấy hiệu ứng này. Căn đi gin an thế này thế nào cũng không khá hơn mấy, hơi nản nhìn thấy khó nhìn hơn. Cái phết A là cách dùng giống hệt như cái show 2, rồi giả sử cho các em thêm một cái cô bách nữa. Giả sử mình xong kết thúc cái phần này hiển thị một cái thông báo thì cần phải biết một cái function này hả. Hoặc là mất cái, ví dụ giả sử cho các em muốn là cái H2 nó bị fade out mất đi đúng không? Thì trong cái thẻ khi H2 mất đi thì các em hiển thị một cái khác, hoặc là cho cái khác hiển thị lên hả như này. Ví dụ giờ cho một cái thẻ H3 rồi các em copy thẻ H2, rồi cho thẻ H3 đi. Hoặc nếu như các em muốn viết thẻ H3 thì thêm một cái ID vào để mình dùng theo ID được. Để ẩn vào cái thẻ dùng thủ tính gì các em nhỉ? Lấy dùng CSS này, sẽ dùng style này. Thủ tính gì để ẩn đi? Deep vào đây đúng không? Ngon. Đấy, ẩn luôn cái thẻ này. Cái cách này viết, cách viết gọi là code nó hơi tối một chút nên trường hợp mình dùng nhanh. Rồi được nhiều cách. Đấy, giả sử trường hợp cái phết, cái thẻ H2 nó là phết out, tức là nó đang hiển thị mà nó sẽ nằm mờ bất hẳn. Giờ chúng ta để một cái ngược lại, tức là khi mà thẻ H2 nó ẩn đi, mình muốn thẻ H3 này hiện lên, nó là một thằng ẩn thằng hiện ấy. Lúc đấy sẽ viết trong một hàm callback như sau này, tức là một cái function. Hãy viết một dòng nhé, cho em theo dõi luôn này. Đấy, viết xuống dòng khó nhìn lắm. Đây, với viết quy tắc function mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, sau đó begin end. Trong này muốn hiện thì cho cái thẻ H3 hiện lên, nhưng không dùng cái phương thức sau mà dùng phương thức fade in. Out là ẩn, còn in là hiện. Thế được chưa? Như kiểu sâu với hai ấy. Ở đây sẽ là dona này, thẻ H3 này, có thể dùng theo đi được. Chấm fade in cái kia 5 cho 500. Đấy, ví dụ này. Hả? Thiếu dấu à? Đùa chứ. Cái từ từ đấy họ thiếu. Thế nào? Hiệu ứng thì có gì không được này. Trong một phần dấu này. Thết A 1500 function. Nếu nó không căn từ căn thì cái phần link code kia. Tiếp tục cho hiện ra. Đây có dấu, giờ dùng cái tool này. Chẳng bị lỗi gì. Không có lỗi gì à? Cần đi hết. Sao? Sao bắt được? Ờ đúng là không có tình. Nè, cái kiểu này. Tâm ơi, tay mà mày mê cái gì rồi. Không tâm tình gì cả, tâm tâm đó. Không có tâm tâm gì. Mày quen nó, đừng nào biết được bắt tình cái của thẻ H2. Cái gì? Mình tập trung quá. Đấy, các em hiểu cái đấy chưa? Từ đây là phết, cái đây là phết out này, mất đi này, xong kia phết in. 1500 hơi nhanh không? Trong 1500 là hiện thị từ từ nhé. Đấy. Đấy, H3 thực hiện đi. Cô banh.
Bây giờ tương tự giả sử chúng ta muốn cái đang ẩn thì hiện đang hiển thị ẩn thì làm sao các em? Dùng phép gì? Đợt trước mà cái show 2 có cái trạng thái gì để làm nhỉ? Có chấm cái toggle đúng không? Có cái này cũng thế, thế là các em dùng phép chấm thôi. Đây này. Khó nhìn quá ta. Ví dụ là thẻ P này, nó muốn đảo trạng thái ta dùng phết toggle này thì nó sẽ đảo nè. Cái nó ví dụ nó đang là trạng thái hiện thì nó sẽ mở dần nó ẩn đi, còn nó đang ẩn thì nó từ từ hiện lên. Thử xem nhá, cái chỉ cần nhớ cái từ khóa thôi, cái toggle này là tiếng thì thật tiếng Việt là đảo trạng thái như công tác ấy, còn phết là nó nằm mở đi. Đấy, thì nếu các em ghép vào nhau thành đảo trạng thái là đang nó đang hiện không thì nó mở dần đi, còn nó đang bị ẩn đi không thì nó sẽ dần dần nó hiện lên như con ma ấy. Ai gặp ma rồi đấy, con ma từ từ hiện lên chẳng hạn. Tối về sợ không? Ma chỉ thích để dọa cái thứ thôi, nhất là trở tối này một người. Đây vừa xong rồi nó bảo mất đi đúng không, tiếp theo này. Đấy, nó bảo hiện lên. Đấy, mất đi này, hiện này. Đấy, phết tóc rồi đấy. Còn một cái phết cuối cùng là phết gì các anh nhỉ? Phết tu này nó tương tự như cái trên thôi, nhưng nó khác một chút, đó là nó có giới hạn. Phết là mờ, như kiểu các em có cái kính này. Kính đầu tiên bụi của mình bị không nhìn thấy gì đúng không? Giờ sử là mình lấy cái dao này, lấy cái than mình lau sạch dần dần thì nó sẽ trong suốt ra. Thì bây giờ sẽ có phết tu này để tăng lên. Phết tu này là 500 này. Tham số cái phần giữa thứ hai đây chính là cái opacity. Để có thể xem cấu trúc này. Phết tu đầu tiên là speed là tốc độ này. Cái thứ hai là opacity là gì các em? Độ trong suốt. Độ trong suốt này. Nó độ trong suốt nó chạy từ 0 đến 1. Như kiểu ở trên WinForm cũng có thuộc những opacity này, nó từ 100% đến 0 ấy. Còn cái này tính chỉ 0,1 thôi, các em nhìn nó phải. Cái thứ ba là combat như kia rồi, khác một cái hai phương thức trên là có cái opacity. Dù giới hạn giờ chúng ta cho về 0.5 chẳng hạn, tầm 50% đấy. Xem thế nào nhá. Phương thức này bỏ đi. Nó chạy này. Các em thấy nó mời thế nào? Anh nói lại nhá. Đầu tiên văn bản chữ nét chưa? Giờ kích vào nút này này. Đấy nó mờ một ít. Chưa rõ đâu, bây giờ cho tầm khoảng 0, cho về 0 mà mất đấy, cho về 0.3 đi. 0.3 khá mờ đấy. Ngoan này đây. Đấy, nhà này có mỗi tí không? Đây thì cần mỗi phết này. Có 3 tham số nhưng hoàn toàn mình không phải dùng truyền hết 3. Tham số đầu tiên là cái tốc độ này. Tham số thứ hai là độ trong suốt. Cái này nó chạy từ 0 này cho tới 1, tức là trong đoạn nhá. Dù các em có thể viết là 0 hoặc 1 này, hoặc 0.2, 0.3, 0.9 chẳng hạn. Cái 1 là về bình thường, nếu viết thì 0 nó có những mất. Và có một tham số cuối cùng nếu như các em muốn viết là cái callback. Giả sử như viết cho một cái thẻ khác đi. Ừ, thẻ div 2 này, chưa dùng thế nào đâu. Dona này. Mỗi cả div có ID sẽ phải là có dấu thăng ở trước. Div 2 phetu 1000 này. 0.1 tiếp theo một cái phương thức thứ cái tham số thứ ba là callback hàm gọi là ví dụ là function với một dòng đây. Dùng mấy phương thức em tự rút ra cái phần đó là các phương thức jQuery dùng ná ná nhau thôi, chỉ khác nhau phần ý nghĩa, mà ý nghĩa các em lấy từ đâu ra? Tiếng Anh. Dịch tiếng Anh ra phết là gì, tóc rồi là gì, cứ thế mà dịch. Học thế nhanh hơn là các em tập được phương thức. Đây phải phết là làm mờ đi đúng không? Xong phết A thì cần phết A là cái gì, phết in là gì thôi. Xong sâu 2 thì toàn hả? Hả? Cái tóc rồi nhá. Cái 0.1 đây là cái giá trị như khoảng 100% với 0 ấy. Ở WinForm có ấy. Giống như kiểu là cái độ 1 là cái độ mờ nhất. Mờ nhất đồng nghĩa việc đó là nó không có tí trong suốt nào ấy. Như kiểu là một cái tấm tường em không xuyên đúng không?
Còn sửa dưỡng người ta thay cái tường bằng cái kính của mình trong suốt thì mình xuyên được. Về không là coi như về được trong suốt rồi. Có ba hàm số, đầu tiên là tốc độ này, thứ hai là trong suốt này, thứ ba còn lại tụ trong thông báo là anode là thẻ ít hai này vừa petru này. Rồi còn một cái vấn đề là chưa biết mặc định nó bao nhiêu nhỉ? Cái ba tham số hoàn toàn lựa chọn được, mình có thể viết 1, viết 2, viết 3. Các thử xem, nếu không biết, không truyền độ trong suốt vào đấy bao nhiêu. Hả? Ấn phát nó để nó hiện ra từ từ. Nha. Ấn phát nó để nó hiện ra từ từ. Đấy, dùng cái tóc rồi này. À, tóc rồi thì đổ lại. Làm nó hiện ra từ từ với thao hoa. Ờ, đổi lại nhá. Một ma ảo thuật cái gì thành công rồi phải có mất đi và xuất hiện đúng không? Không thiếu phần kịch tính làm sao người ta bộ tăng bảo nếu mất đi dễ mà làm nó hiện. Bây giờ còn cái phần như chị Dung nói thì giờ các em về nhà nghiên cứu dựa theo cái phần thủ tính chị đen nhá. Phải cố thôi. Cái đấy phải ít, dù nó đang ẩn đến đoạn này mà đến độ trong suốt của nó bằng không phải mấy thì phải hiện lại. Dùng đến thủ tính của trong ra cái view điện hỗ trợ mà. Cái toggle chỉ là đảo trạng thái đang ẩn hiện thôi chứ không nào, ví dụ là mình ngăn, ví dụ bây giờ nó chỉ đến 50% thôi. Nó dừng để tăng lên cơ, thế khó. Còn nếu mà nó ẩn mất hẳn nó hiện lên thì dễ. Đấy là trường hợp bây giờ nó đang là phê tu ấy, đang là 100 nó mờ đến 50 đúng không? Bây giờ nó sao lại tăng lên từ 50 đến 100 thì nó phải khó. Nó lại phải cốt. Về tương tự sang các em chuyển sang cái hiệu ứng là Snyder đi. Đây các em xem qua cấu trúc của nó này. Giống hay khác em? Tương tự đúng không? Dùng rất là dễ thôi. Giờ các em thử xem nó có tác dụng gì. Dùng cái Snyder Down, Snyder Up. Thế là cái phần dạng thuộc cái phần hiệu ứng Snyder ấy. À, cái mà anh làm thử ra ừ. À đó. Sonai cái kia là Sonai sâu của khác, còn đây là Sonai để nó thùng thùng gòn, thử nên biết. Đây là dùng giống hệt thôi mà. Thử chứ không thử sao biết được. Đừng có thử phụ kiện khó đấy. Chú thích là gì nhỉ anh nhỉ? Chú thích là hai sở bình thường. Đây này. Sonai còn cái đi một chưa dùng, năng dụng là hiệu ứng Snyder này. Bây giờ đến bản 2.2x chắc còn nhiều thêm nhiều cái mới nữa. Nhưng quan trọng là các em biết cách dùng chính thôi, chứ còn nó thể là sau 3x nó ra một đống cái khác. Nhưng mà cái cách dùng của các phương thức nó giống nhau, các em thấy chỉ là cái phần truyền vào tốc độ này, gọi thiên hà tốc độ này, thêm một cái cô bách để gọi lại dùng cái gì thôi. Hay bị độ nào cho phải đi một nhá, tham đi một Snyder đấy, Snyder down, Snyder up à. Sony down này, thử xem 500 có thì hot. Deep 1 chưa gì, bỏ cái thông báo thì chuyển mất. Bây giờ để có tác dụng với cái thẻ, cái phần hiệu ứng Sony, ta phải làm một thiết kế một cái khung trước đi. Giờ các em tặng một cái dip, sử dụng dip 1 bây giờ là viết sheet S cho nó. Còn nhớ cái viết sheet S của em viết nó lời nhá, dùng cái sẻ gì viết sheet S nhỉ, thẻ gì các em ta đúng chưa, viết trên này nó rõ, viết trên kia nhìn lối quá. ID là viết cái gì nhỉ, dụ em viết ra thẻ dip 1 thế là thang dip 1 này. Big là E, quan trọng là 2, dụ là cao 100px này, width rộng 200px này, back scanner này,
đào cả đường. Đỏ cam vàng lục lam chẳng tím mà gần ta không có. Khó gì vậy? Thì cần viết với hai cho nó thôi. Thì cái món đề nữa. Ờ, đã ẩn hiện là gì các em nhỉ? Muốn ẩn đi. Viết phần đây, bằng, non. Đấy. Định nghĩa nó cho thẻ deep 1 này. Để các em viết một cái thẻ, viết style trong một thẻ deep ở đấy. Là chú ý cái phần này có quan trọng là width 2 này, thêm cái back scanner để mình dễ nhìn ý. Sau đó đầu tiên hoạch định là ẩn nó đi. Viết xong lúc này mình mới chuyển sang phần jQuery này. Tự thay đây cho nó, dụng lên thẻ deep 1. Slide down, đây là hiệu ứng của nó hiện xuất hiện là trong khoảng 1500 này ạ. Như này. Sau đó chạy thử này. Đấy, các em thấy từ từ xuất hiện lên slide ở dưới, được chưa? Bây giờ nếu chúng ta muốn là nó đang ẩn thì hiện lên, nó hiện lên thì ẩn đi đúng không? Thì lại dùng slide đảo trạng thái, slide toggle này. Đổ lại này được. Theo tác dụng không? Đấy. Đấy, nó kéo lên đúng không? Cái này giống cái gì nhỉ? Kẹo hạ màn này. Hạ bút bèm, kéo lên. Đấy, các em biết một dòng thôi. Cái này nhiều lắm. Hả? Nát thì cho cái này nhỏ đi. Để qua cho to quá nó chẳng nát. Không cho cho 300 này quá. Thưa thầy, với cái công thức AFP bắt buộc phải dùng như nào? Đi rùa AFP nên á? Ừ. Sao? Không, bắt buộc phải code đi rùa. À, không bắt buộc code đi rùa, code là cái khác được. Nhưng level phải cao một tí. Tội dùng hỗ trợ sẵn không dùng. Code là cái ấy ở ngoài cái CSS, HTML ngoài mình pop vào được. Thoải mái.